chị đưa lấy chồng đấy. Hai đứa bố mẹ bán đất già hiền. Giờ lại đòi mẹ, giờ lại đòi mẹ, anh đòi đi. Thương lắm đấy bà này. Cái này sướng lắm. Cái này sướng lắm. Là anh mà cũng nhớ khác thì anh đã chạy khóc ầm lên đây được. Dần tí thôi. Úi giời ơi, bà Xuân ơi, cuốc nó nhiều quả gừng quá, cuốc hai à, ngày rưỡi nay chả mấy thứ quả gừng rồi, quả gừng mới sao ra. Vào lấy nón của bà nội con.